Ok, Học viện Đức Ca xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến em một số mẫu đồ chơi xe SH Việt 2017 cực kỳ hot. Bên tại Đức Ca đây là ốc vịt vương các bạn nhá. Màu trắng, màu sắc thì tùy anh em lựa chọn, có đỏ, vàng, xanh dương. Đây nắn màu đỏ. Dán ni lông của quần đế mặt nạ, dán carbon 4D anh em nhé. Carbon 4D cực kỳ khác biệt so với carbon 3D nên độ bóng cao hơn và nhìn đẹp hơn nhiều. Nên là phần nhận nét nó đi chơi cũng nó vào lên thôi anh ạ. Đẹp rồi. Này màu đỏ kết hợp với viên ba bóng rồi nó xin nhan của anh luôn này. Khi em tiến hành xin nhan bên nào thì đèn nét nó đi sẽ nháy như đấy. Rồi tiếp theo là phần nhận nét nó đi đằng sau. Tắt đi mở lại cho anh. Tắt đi mở lại. Xin nhan đi. Quá đẹp. Xin nhan bên kia không ạ? Cười nha.